Anh đi đâu mà giờ này mới về? Anh, em có chuyện muốn nói. Em có thai rồi. Hả? Em có thai rồi. Sao em lại có thai được? Anh bảo em uống thuốc vào rồi cơ mà. Em uống rồi. Nhưng mà bây giờ phải làm sao? Thì phá nó đi chứ làm sao nữa. Anh nói thế mà nghe được à? Con của chúng mình đấy. Anh không có nhiều em đâu. Mai anh đưa em đi phá. Sao mà em lề mề thế? Lên xe đi. Anh ơi, em không bỏ con được đâu. Bây giờ em đẻ ra thì ai nuôi? Nhưng mà nó là con mình mà. Nếu mà em khăng khăng muốn giữ ấy, thì em tự đẻ, em tự nuôi đi. Đừng có tìm đến anh. Coi như từ nay mình chấm dứt, ok? Bỏ ra mà. Anh ơi, nó là con mình mà anh. Anh ơi, nó là con mình mà anh. Nè, tôi mang đồ ăn tới cho cô đấy. Tôi không cần, anh đem đi đi. Tôi mang cho con tôi, không phải mang cho cô. Anh còn biết đến điều đấy cơ. Thế không phải là cô gọi cho tôi rồi giả vờ ốm nghén thì tôi tới à? Tôi nói chung là từ giờ mỗi tháng tôi gửi cô 2 triệu tiền nuôi con. Nhớ nhắn số tài khoản nhá. Này, cô đi đâu ấy? Này, tôi hỏi cô số tài khoản tại sao cô không trả lời? Đây, cầm lấy. Vậy ra trách nhiệm của anh chỉ đáng giá 2 triệu thôi à? Anh cứ giữ lấy và mua cái thứ trách nhiệm rẻ mà của anh đi. Mấy tháng rồi? 4 tháng rồi mẹ ạ. Thế là thằng đấy là thằng nào? Để mẹ đi gặp nó. Thôi mẹ ơi, bây giờ nó chỉ là con của một mình con thôi ạ. Là cậu phải không? Cậu có giỏi, cậu đến cậu gặp tôi đây này. Mẹ! Con ấy không lo làm lo ăn, suốt ngày chỉ có chơi bời lêu lổng thôi. Một mình mẹ nuôi dạy mày đã vất vả lắm rồi, định để cho mẹ nuôi dạy mày mấy năm nữa đây. Giá như bố con còn sống cùng mẹ nuôi dạy con thì... Mẹ, con vẫn đẹp trai và ngoan ngoãn đây còn gì. Thế ngày xưa đứa nào ấy cứ giãy đành đạch lên,
mong có bố để cùng đi hội thao đến trường. Rồi đứa nào ấy mong là bố sống lâu hơn để tâm sự chuyện đàn ông các anh. Vậy ra trách nhiệm của anh chỉ đáng giá 2 triệu thôi à? Anh cứ giữ lấy và mua cái thứ trách nhiệm rẻ mà của anh đi. Ăn nhanh lên rồi còn dọn. Ăn đi con. Không ăn đâu. Bố nấu toàn món con thích mà. Thế bây giờ thế này nhá. Nếu con ăn hết bát cơm này, bố sẽ đưa con ra công viên chơi. Đồng ý không? Tớ thương hả bố? Đương nhiên. Nhưng mà nhá, con phải ăn hết bát cơm này, không được chừa một hạt nào. Vâng ạ. Ăn đi con. Máy bay cua này, cua này. Cua tiếp này. Mẹ ơi, bây giờ mẹ có cháu bé thì sao ạ? Thì càng tốt chứ sao. Con đi đây. Không biết nó nói đùa nói thật nhỉ? Nga, Nga ơi. Là cậu đấy à? Dạ cháu. Dạo này em với con thế nào? Có khỏe không? Anh định đến đây để đưa cho mẹ con tôi 2 triệu đấy à? Không phải đâu Nga. Anh đến để xin em và con một cơ hội để chăm sóc, để được yêu thương. Mẹ con tôi không cần, anh đi đi. Anh không muốn con mình sinh ra mà không có bố. Anh là một thằng mồ côi bố từ nhỏ, nên anh hiểu cảm giác đấy thế nào. Em có thể cho anh là một thằng tồi, một thằng khốn nạn, nhưng con mình nó không có lỗi. Chẳng lẽ em nhẫn tâm để con mình bị bạn bè trêu chọc là không có bố à? À, anh có kể cho mẹ anh nghe là mẹ anh sắp có cháu. Mẹ anh mừng lắm. Chuẩn bị bao nhiêu quần áo thế này? Em xem. Con mình mặc sẽ vừa lắm đấy. Này. Cho anh một cơ hội để làm lại nhá. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi.